trước mắt anh em là một chiếc xe máy huyền thoại. Chiếc xe này nổi tiếng ở trong những bộ phim Biệt động Sài Gòn, những cái phim chiến tranh chống Mỹ cứu nước ấy. Biệt động Sài Gòn rồi là săn bắt cướp các thứ là ngày xưa. Và những cái người rất là nổi tiếng được sở hữu những chiếc xe này. Bây giờ thì nó là một cái kiểu như là anh em thích sưu tầm xe đấy. Thì mua con này về vừa để ngắm rồi vừa để đi cà phê. Nói chung là về tổng quan thì nhìn còn khá là sáng sủa, các cái chi tiết của xe đẹp. Chiếc Honda 67 khởi động động cơ lên để anh em nghe tiếng máy. Ngon. Xem xe tại Uông Bí anh em nhé. Mình để cái số điện thoại ở góc màn hình để anh em tiện liên lạc. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhé.